Rồi, anh chị em ơi, hôm nay trên đường Huy đi ăn đêm về. Đấy, bây giờ đang là thời điểm, bây giờ đang là tối quá. Bây giờ nó rơi vào 12 giữa đêm rồi. Huy rất là ngạc nhiên khi mà nhìn thấy một cháu bé đang quét rác ở ngoài đường. Đấy, Huy rất là ngạc nhiên như vậy. Và ngay lập tức là Huy phải dừng xe ngay. Dừng xe để làm gì? Dừng xe là để tìm hiểu cái sự tò mò đấy. Bởi vì bây giờ là lúc... bây giờ chính xác là 12 giữa đêm, khi mà nhìn thấy một cậu bé cầm một cái chổi quét rác ngoài đường như thế này, mình cảm thấy rất là ngạc nhiên. Thế vậy mình sẽ tìm hiểu cái câu chuyện này như thế nào nhé. Mình thấy rất là đặc biệt luôn. Đấy. Ok. Rồi. Chú chào con. Thế hôm nay chú rất là ngạc nhiên bởi vì là bây giờ là 12 giữa đêm rồi mà không về nhà ngủ, tự dưng nhìn thấy con cầm một cái chổi, sau đó là quét rất là nhiều rác và dọn rất là sạch ở ngoài đường như thế này. Thì tại sao con lại đi quét rác giữa đêm khuya như thế này? Mục đích của cháu đi quét rác khuya này là cháu giúp mẹ, vì dạo mẹ cháu sức khỏe cũng không hẳn khỏe lắm. Tức là mẹ con là làm lao công. Môi trường ấy ạ. Bên môi trường, tức là đi dọn vệ sinh đường phố các thứ, đúng không? Thế thì hôm nay là mẹ mệt không đi làm được. Thì con đã quyết định là đi làm thay mẹ. Không, cháu đi làm của mẹ rồi, mẹ cháu vẫn đi làm như bình thường. Tức là mẹ vẫn đi làm bình thường nhưng mà vì thấy mẹ mệt. Thế nên là cháu muốn đi giúp mẹ. Ok, rất là tuyệt vời. Các bạn thấy không ạ? Cho chú hỏi là năm nay con học lớp mấy rồi? Cháu lớp 7 ạ. Lớp 7 con học trường nào? Trung học cơ sở Đoàn Kết ạ. Lớp 7 trường trung học cơ sở Đoàn Kết. Vâng. Con tên gì nhỉ? Phạm Hiếu Trung. Phạm Hiếu Trung. Phải nói rằng là Huy đi đêm rất là nhiều và cũng gặp rất là nhiều các trường hợp, nhưng mà đây là một trong những cái trường hợp rất đặc biệt và lần đầu tiên ấy. Thì Huy thấy cái cảnh như thế này và cảm thấy rất lạ, và khi mà xuống đây biết cái câu chuyện này ấy, thì thông qua cái câu trả lời của cậu bé này xong ấy, Phạm Hiếu Trung, trường cấp 2 Đoàn Kết, có cái suy nghĩ rất là tuyệt vời khi mà giúp mẹ mình, tự dưng mình cảm thấy cuộc sống nó đẹp lên rất là nhiều và nó rất là thú vị. Phải nói là không có gì thú vị hơn cái điều này. Rồi, chú cũng đang có một cái chút thắc mắc là đi làm đêm như thế này nó rất là mệt ấy, đúng không? Nó rất là mệt, thì không hiểu là sáng ngày mai con sẽ đi học như thế nào nhỉ? Cháu dậy cũng quen rồi, thành ra như này vẫn bình thường ạ. Tức là cái việc làm này là việc làm thường xuyên con giúp mẹ con đúng không? Mỗi tuần cháu thể đi làm với mẹ cháu 1 hoặc 2 lần. Các bạn biết không, ở cái độ tuổi mà mới học lớp 7 thì ở trên phố phần lớn các bạn là được bố mẹ chăm chút, chiều chuộng, ăn uống rồi dỗ dành rất là nhiều. Nhưng mà cậu bé Phạm Hiếu Trung, học sinh trường cấp 2 cơ sở Đoàn Kết này, đã có một cái việc làm phải nói rằng là khiến rất nhiều người phải suy nghĩ các bạn ạ. Cực kỳ khiến nhiều người phải suy nghĩ. Bởi vì đến tại thời điểm này mình nói chuyện với em Phạm Hiếu Trung là bây giờ là gần 1 giờ đêm rồi, đúng không ạ? Đường vắng vẻ, chỉ còn lại những tiếng lao sao lạo xạo khi mà quét rác. Ok, chú chào Trung nhá. Chúc con học giỏi. Ok, một việc làm rất là tuyệt vời. Ok. Và thật sự đây là một cái việc làm rất là tuyệt vời và okay. Thật sự là khi mà biết cậu bé đi giúp mẹ làm vào buổi đêm như thế này, mình rất là cảm động. Vì bản thân mình lớn như thế này rồi, nhưng mà nhìn những cái việc làm như này mình rất là cảm thấy nó cuộc sống rất đẹp. Và không có nhiều nhưng mình có một chút quà nhỏ để tặng cháu Phạm Hiếu Trung, trường cấp 2 Đoàn Kết. Ok. Rất là tuyệt vời. Em đi đường rất ngạc nhiên bởi vì em thấy một cháu bé bây giờ là gần 1 giờ đêm rồi đi quét rác. Thế thì khi mà hỏi ấy, thì em biết là đi giúp bố mẹ. Và em ngạc nhiên hơn là vì lúc đầu cháu nói là đang bị rất mệt thì cháu muốn đi giúp mẹ cháu. Thế nhưng mà khi mà hỏi ra thì cháu thường xuyên làm việc này với mẹ. Và đối với lại một em bé mà học lớp 7 đúng không? Trường cấp 2 Đoàn Kết và có những việc làm như này, kể cả đến như em đây suy nghĩ nhiều lắm và cảm thấy rất là tuyệt vời. Cảm ơn
Trung đã cho chú rất là nhiều công việc. Đây chị là mẹ đúng không ạ? Vâng ạ. À, chị là mẹ, chị thật sự hạnh phúc khi mà có một cậu con trai. Chú không có nhiều, chú tặng con 200 nghìn. Và cũng chúc cho bạn này có nhiều sức khỏe hơn để giúp đỡ mẹ. Và chú là học thật giỏi, đúng không? Nghe thấy không? Bởi vì làm gì thì làm, nhưng cái việc học là việc quan trọng nhất hiện nay. Và cháu làm được những việc như này nữa, cháu tin là sau này cháu sẽ là một người đàn ông rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị nhé. Em muốn biết cảm nhận của chị một chút được không? Em quay lại gần đây giúp anh được không? Gần đây. Chị ơi, chị có thể cho em xin một vài cái suy nghĩ hay cái cảm nhận của chị khi mà có một cậu con trai như này được không? Dạ, thật sự là con rất là tình cảm thương mẹ. Vì ban ngày mẹ có đi làm tạp vụ 4 cái ngân hàng nữa. Thế nên là mẹ không được ngủ. Đêm nào mẹ cũng 3-4 giờ sáng về. Xong rồi 6 giờ sáng lại có mặt ở ngân hàng. Không được ngủ, chỉ có 2 tiếng thôi. Thật sự là tai nạn thì cũng 2 lần chết rồi. Mẹ gãy đi 4 thẻ xương. Anh em cho em xin 1 phút ạ. Cùng với tai nạn một vết thương hầm mặt, cùng với cả đầu, mẹ con bị 2 lần tai nạn suýt chết. Thế nên là thật sự bố con và mẹ con mẹ cũng không. Thế nhà thì ông ngoại cậu mất hết rồi, bà ngoại thì cụt một chân. Thế đâm ra là mẹ rất là vất vả, hay ngủ gật, chứ đang quét đang gon cũng ngủ. Thế nên là những ngày như này con muốn lên chơi xong giúp mẹ. Thì mẹ cũng động với con là cái học là trên hết. Mẹ đi kiếm cũng chỉ vì các con thôi. Thật sự là con muốn giúp con những cho con nó thì là mình cũng lao động. Mình cũng muốn con là có cậu lớn học lớp 11 nhưng cậu rất là lười. Đấy, thế nên là bố cũng thế. Thế nên là có cậu con trai thứ hai để cậu tình cảm hơn. Còn cậu ở lớp 11 thì không bao giờ. Thế nên là mẹ rất là xúc động. Con muốn đi chơi, thứ nhất là đi chơi cùng, thứ hai mẹ cũng muốn con biết mà mẹ đi làm vất vả, chỉ mong con học tốt. Mẹ đã không có học rồi, mẹ đi làm như thế này, thế mà làm bằng hết khả năng, sợ rằng sau đây là không được kiếm tiền nuôi con được. Mình kiếm với hết khả năng bây giờ có còn chút sức khỏe mình kiếm. Là thứ nhất cho con để con biết được lao động vất vả, sau này con bước vào đời thì cái gì con cũng biết. Đấy là cũng muốn tốt cho con, nhưng mà cái động lực đầu tiên của mình cũng bao giờ cũng chỉ con là học trên hết. Đây có cháu đây, cả hai đứa mẹ chỉ mong các con học và có một cái nghề nghiệp không như mẹ, để cho con trưởng thành con có một nghề nghiệp tốt. Vâng, thứ nhất em chúc mừng chị có một cậu con trai rất tuyệt vời. Thứ hai nữa là thôi em cũng sắp phải đi rồi. Em chúc chị luôn luôn hạnh phúc và nhiều mong muốn trong cuộc sống, chúc chị thật hạnh phúc với gia đình cậu. Cho em ôm chị cả nhé. Cảm ơn chị rất nhiều. Cho chú ôm cái. Rất là cảm động với câu chuyện này. Cảm ơn cô chú. Em có những lời của chú chắc cháu cũng sẽ cố gắng học lắm rồi. Nhớ này. Vì cháu học không tốt lắm. Phải cố gắng học. Mọi việc lớn thì đều bắt đầu từ những việc nhỏ. Một bài toán khó chưa giải được thì phải học từ những việc nhỏ, đúng không? Và chỉ có học rất cao, chỉ có học giỏi thì sau này nó giúp đỡ được người khác, đúng không? Đấy, cảm ơn những trường nghèo có cuộc sống tốt hơn. Chào nhé, rất tuyệt vời, em chào chị nhé.
chúc hai mẹ con làm việc vui vẻ. Các bạn thấy không? Mình đi đường mình nhìn thấy những cái đống rác rất là lớn như này thì mình cảm thấy rất là ngạc nhiên, bởi vì đấy một đống nhỏ cái hầm lớp 7 thôi đã giúp mẹ làm những việc như này. Đây rất nhiều rác ở trên này nữa, đúng không? Và cả trên này nữa, đấy rác cả đây nữa. Quét những cái đống rác rất là to để giúp mẹ. Đó, bởi vì trong cuộc sống nó có rất là nhiều các cái việc làm và có rất là nhiều câu chuyện mà khi mình tìm hiểu thì cảm thấy rất là cảm động. Và hy vọng rằng là thông qua cái việc làm của cậu bé Phạm Hiếu Trung, trường cấp 2 Đoàn Kết, thì rất nhiều các bạn trẻ khác cũng như rất là nhiều, kể cả không những là các bạn nhỏ và kể cả người lớn cũng phải thức tỉnh cái nội tâm, cái lương tâm của mỗi con người. Rồi, chào cả nhà nhá.